Một nồi mì hải sản chỉ trong 4 phút 30 giây mà siêu dễ làm. Những thứ nguyên liệu mà chúng ta cần có bao gồm mực, sữa, đặc biệt là mì gói. Đầu tiên cho mực, sữa và sữa vào nồi, cho hai gói gia vị của mì lẩu thả vào. Các bạn có thấy gói gia vị này to hơn cái gói gia vị mì thông thường không? Vì thế nồi nước lèo của chúng ta luôn đậm đặc và thơm ngon, đó là lý do bụng mở chọn mì này nha. Tiếp theo bỏ một trái trứng và cho hạt rau củ quả tổng hợp vào. Sau một rửa xúc xích, đổ nước vào, khuấy đều lên và chờ nước sôi nha. Giai đoạn này thì chỉ mất 3 phút thôi. Sau khi nước sôi, mở nắp ra, bỏ nấm kim châm vào và cho giấc mì vào. Ngày trước mà khi mà nấu món này ở bụng mở luôn chọn mì Hàn Quốc, tại vì sự mình nó dai á, nhưng mà bây giờ biết được cái mì này nó cũng dai y khu vậy là vậy, cái giấc mì nó còn lớn hơn và nó còn rẻ hơn, tội gì mà không chọn đúng không? Với tô mì này các bạn sẽ cảm nhận được tinh hoa của hải sản là đây, sự ngọt ngào đến từ các em mực sữa, sự dai dai sộp sộp của đến từ các em sữa. Trời ơi, còn rau củ quả thì ăn cho bớt ngấy, nấm kim châm thì như thường lệ luôn luôn thuần khiết, nước dùng thì chua chua ngọt ngọt đậm đà, còn em mì ngon hơn cả mì Hàn Quốc mà mọi ai ăn nữa nha. Bây giờ thì chỉ có nó bánh thôi. Mà các bạn nhớ nha, phải nấu đúng 4 phút 30 giây giống như bao bì hướng dẫn thì mì nó mới được ngon nè. Không muốn gì cho anh ăn nè. Em không muốn lại dưỡng cho anh ăn. Rồi, bà Trang, bà Trang. Quá, mấy cái này mình che lại, đúng không nè? Che gì bà nội? Có, quá, cái này mình che lại. Tám năm xuống bớt chục lần mà coi vậy là nè. Mình che lại rồi, mình che lại. Rồi sao làm dâu? Mình che lại nè. Ăn không như biết bà nội luôn. Che lại, mấy cái này mình phải, mình giấu lại tóc. Nghe nè, bố mẹ để con gái buồn không? Con gái em như em nó buồn không? Không, em phụng hai con gái em. Còn gái em? Con gái em vừa đẹp mà còn vừa giỏi nữa. Nè, giỏi quá nè. Không, cái này hay lấy ông qua hốt giùm. Mày cái này chỉ là cái màn bộ ngoài. Nè, nè qua hốt giùm. Nó không có sao. Qua hốt giùm cục nợ này tặng kèm luôn. Tặng kèm dĩ làm xưởng luôn, lâu lâu xuống hết mà vậy á. Nè, thôi coi lại như cái gì anh nở mà đi. Thôi khỏi ơ, khỏi em. Không cần dầu ăn. Đúng rồi, này không cần dầu ăn nó vậy mà mọi người. Nè đó, ăn đi rồi ung thư. Ăn đi rồi ung thư. Khô ruột nhỉ, khô cá lóc, khô cá mối, có luôn cả khô cá đuối và không thể thiếu khô mỡ. Một siêu thị khô nằm bên hông đường đây sẽ lỗ quận 3 mà ta nói chỉ dọn dẹn bằng một cái bàn. Hỏi ra mới biết cô chú đã bán khô trên 20 năm và đặc biệt là không có bán cách ở lại, chỉ bán mang về. Cô chú nói là mùa này bán giải một tí xíu, có lúc 11 giờ đêm luôn, tại vì có lá banh á, mọi người ăn nhiều ha. Để mình thích ở đây á là mỗi lần nấu xong lấy cái búa đập 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 vậy nè. Cô chú nói đập vậy thì con cô nó sẽ bẹp ra và nó ngọt hơn và dễ ăn hơn. Thời mà của cô chú á, được đi ăn khô á là tôi nói là ước ao, là khát khao của bao nhiêu cặp tình nhân rồi. Còn bây giờ á, bọn trẻ tại ăn mấy cái đồ khô KFC, mấy cái đồ thức ăn nhanh không mà, bởi vậy cô chú bán chậm lắm, lâu lâu có một hai người lớn nó lại mua thôi. Không biết TikTok có bạn nào còn giống mụn mỡ không ta, đặc biệt siêu thích ăn ruột vịt với lại cô cá bóng luôn á. Mỗi lần trời mưa mưa nha, cái miệng buồn buồn miệng á thì lấy cái miếng cô cá bóng quọ tí xíu mắm me cắn vào một cái nó ngon mà nó chua chua, trời ơi nói tay chảy nước miếng luôn á. Mụn mỡ mua hết ba phần này á chỉ có 101 thôi, tao nói siêu rẻ luôn á mọi người, thẳng thì ghé ủng hộ cô nha để cô nuôi bé đi học nha. Một tô bánh canh càng cứng siêu nhiều tốt binh chỉ có 49k, bao gồm một chiếc càng cứng thịt chắc nịa, thêm một bé mật nang vừa với lòng bàn tay của các bạn, và tất nhiên là không thể thiếu xà đĩa kèm theo chả cá chiên và chả cá hấp, và cuối cùng là bánh canh bột gạo sát. Xin chào, mình là anh bụng mỡ và đây là series quán ngon mua về mua dễ, và sau đây là những điều làm nên tô bánh canh càng cứng chúng ta trở nên thật đặc biệt. Thứ nhất là tô bánh ăn kèm siêu nhiều và siêu tươi. Tô bánh canh này sẽ gây đau đầu không hề nhẹ cho những bạn có thói quen là chừa những phần ngon nhất để ăn cuối cùng, vì ở đây càng cứng mật sò đẹp, chả cá cái nào cũng ngon nên không biết chừa gì hết. Điều thứ hai, bánh canh được nấu từng tô nha, chứ phải một nồi chập bá rồi múc nha, ăn tới đâu nấu tới đó nên thịt bánh canh lúc nào nó cũng dai. Điều thứ ba, rau ăn kèm mà rau cải mặn hết lên tim mà mê ăn rau mà chấm thì không thể bỏ qua điều này. Điều thứ tư là nước chấm mắm nè, chua chua ngọt ngọt, bỏ một tí xíu ớt sa tế vào cay nồng lên, ta nói chấm miếng mực vào thì ta nói không có diễn tả được cái độ ngon của nó luôn. Điều thứ năm sẽ làm các bạn hài lòng nhất là chỉ có 49 ngàn, quá rẻ luôn đúng không mọi người, còn chân chơi gì nữa mà không mua về ăn sống sót qua mùa này đi. Này bạn ơi đã rửa tay chưa? Nếu chưa thì cứ rửa tay ngay. Xoa xoa chà chà đúng chuẩn, hành động ngay nâng cao ý thức ngay trong hôm nay. Ở tiền tuyến chúng tôi đang chiến đấu vì sức khỏe của cộng đồng yêu dấu. Vì một điều thế giới cùng ước mong, cùng với nay tiền sẽ biến tay như bong bóng. Xoa xoa chà chà đúng chuẩn, không phải ai cần rửa tay sạch khuẩn. Các y bác sĩ ngoài kia hãy vững tin chúng tôi ghi nhớ trong tim mình. Nguyên tắc an toàn chống dịch bệnh và là cảm ơn cũng tới trao trực tiếp. Để tiếng người vẫn đang miệt mài vì sức khỏe của thế giới ngày mai. Mọi người ơi, mùa dịch này mọi người ám ảnh điều gì nhất nè? Riêng bụng mỡ với ám ảnh điều gì không? Đó là tiếng gọi của những anh shipper đó mọi người. Tại vì cái bà bạn gái của bụng mỡ á, nghĩ sao một ngày bà đặt 5-7 đơn, 5-7 shipper giao, quá trời người giao luôn mà ngày nào cũng dậy rảnh quá không đi làm ở nhà. Có những lúc mới một giao một lần đó là 10-20 đơn, trời kinh khủng kinh khủng. Nhưng đó là trước đây thôi, còn bây giờ mình đã biết được một ứng dụng mà ta nói nếu các bạn mua đồ nhiều thì nhớ cải về ngay, đó chính là Shopback nha. Khi mà các bạn mua sắm trên cái sàn thương mại điện tử á, thì được hoàn tiền có khi lên đến 30-50% luôn. Nhưng mà nhờ mua nhiều vậy bụng mỡ mới phát hiện được hai thứ chứ các bạn nâng cao sức khỏe trong mùa dịch. Đầu tiên chính là hữu dịch đục này đây, uống mỗi ngày một muỗng á là không cần ăn rau luôn, nâng cao chất đề kháng luôn á. Em này đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng chúng ta lắm á. Còn sản phẩm thứ hai là niềm tự hào của bụng mỡ, tự hào của dân tộc Việt Nam, chính là khẩu trang diệt được 99% virus corona, mà tên là Wakamoto.
Bono do người Việt chế tạo, người Việt sản xuất và siêu rẻ luôn, chỉ có 45.000 một hộp. Quá tự hào luôn các bạn. Ăn gì sao nó banh là thích nhất? Tất nhiên là cá viên chiên rồi. Nhưng mà nhìn đơn giản vậy thôi chứ cá viên chiên là phải mua đúng chỗ thì nó mới rẻ, mà đúng chỗ thì nó mới ngon. Cá viên chiên ở đây thì chỉ có 8.000 một sâu. Đã vậy còn được tặng kèm thêm đậu bắp chiên nữa. Mê ly chưa? Mê ly chưa? Chào, mình là Sunny, đàn em anh bùng mỡ. Đó, các bạn thấy dữ chưa? Đàn em của tôi thèm ăn cá viên chiên á. Nhưng mà ở đây ngoài cá viên chiên ra thì còn có hộp vịt giữa, hộp vịt lợn, cốt lợn, mà đặc biệt cái món tôi thích nhất là hộp gà nướng. Sau khi mua về mình sẽ đổ nước chấm ra và các bạn có thấy mình chấm ngon không? Cá viên chiên, trứng cút chiên, tàu hũ chiên. Quên một miếng tương vào, chấm một cái. Ta nói thơm ngon, tròn vị, đậm vị, yêu thương. Ngày nào chú Bụng Mỡ cũng mua cá viên chiên cho mình á. Chú Bụng Mỡ thương con nhiều hơn nên toàn mua cho cô thôi. Cô ơi cô đang ăn gì đó có ngon không cô? Mà nhìn các cô ăn là con thấy ngon rồi. Con đã từng ăn chỗ này với ba mẹ con rồi. Chỗ này ngon lắm mọi người ơi. Cô bán này tội nghiệp lắm mọi người ơi. Cô bán từ khuya đến sáng luôn. Mọi người ủng hộ cô nha. Bụng Mỡ, giờ gì? Em thích anh chạy được 15 km. Chuyện nhỏ, ba cái 15 km này dễ vậy em ơi. Cái thằng Bụng Mỡ nó kẹt chậm quá trời luôn á. Mọi người nhìn nè. Trời ơi, chị mới chạy tới đây thôi. Mới cây chưa? Mới có 5 cây à. Mới mặt quá. Mới 5 cây mà con. Cố gắng, cố gắng. Xuất sắc, Bụng Mỡ đi về tới nhà. Bụng Mỡ đã đẹp được 20 km. Giỏi quá đi, vui điểm. Mỡ à. Bây giờ mình sẽ đem cái bịch ngũ cốc này lên cho nó ăn. Để nó giảm cân thôi. Rồi, xong uống trà sữa. Làm năng lượng mệt quá, năng lượng mệt quá, năng lượng vô cái năng lượng. Rồi nãy giờ anh làm xong mất tiêu hết trơn rồi. Mà ngon lắm em. Nghĩ sao nha. Nhập cái mã bác 60 vô giả được 60.000 rồi em mua nha, tặng cho một ly. Ôi trời ơi, cùng ly, cùng ly. Mà uống vẫn phải uống hả? Quý vị ơi, mùa này đáp chơi lớn lắm nha quý vị ơi. Các bạn vào một nắp phút đó nhập mã mát 60 là giảm tới 60k luôn. Trời ơi, uống đi trà sữa mà giảm tới tận 60k. Bây giờ cho béo tôi cũng phải order uống cho bằng được tại vì nó quá rẻ. Cảm ơn Grab nha. Dẫu biết là mùa dịch này ai cũng khó khăn á, mà các bạn bán online các bạn gọi là treo đầu dê bán thịt chó, các bạn bán ăn gan, mà ăn gan của người ta gần nửa ký. Nghĩ sao ký cua mà ăn gan nửa ký thì ai mà chấp nhận được, thiệt sự luôn nha. Tôi không muốn phá chén cơm của ai hết á, nhưng mà làm vậy là không được. Ví dụ bằng tôi không nói á thì tất cả mọi người đều bị lừa theo hình thức này, là tôi không có chịu, tôi mới cam tâm. Mình mua 2 con cua nha, 1 con 400g, 1 con 500g, tổng cộng 370.000. Nhưng mà nhận nó thì thấy nhỏ quá, mình về cưng á thì còn có 246g với còn có 189g. Nhắn tin hỏi bạn á thì bạn nói là do dây, đồng ý là có dây của cua nha bạn. Lột lên nó cũng hư hao, nhưng mà hư hao khấu trừ làm gì mà tới nửa ký trời ơi. Buôn bán giờ thức đức lắm nha mấy cha mấy mẹ. Người né cái trường hợp này ra chứ tôi là tôi không có cam tâm đâu á, thiệt luôn á. Làm ăn thức đức à, bán bao lỗ luôn mọi người. Mua 1 ký thì mất nửa ký, mua 10 ký thì ăn gian thành 5 ký, bao lỗ luôn. Mùa dịch vậy là chết, chết em rồi. Thanh long vàng hay còn gọi là trái kỳ lân có gì đặc biệt mà đã từng lên đến 200.000 một ký? Với vẻ bề ngoài khá giống cái loại thanh long thường nhưng có vân màu xanh lá cây và nguyên một trái màu vàng ươm luôn, nhìn thích mắt ghê. Theo Bụng Mỡ được biết, em nó có nguồn gốc từ Israel và phát triển cực thịnh khi du nhập qua Thái Lan. Vào những năm 2018 khi em nó được du nhập từ Thái Lan về, em nó tạo nên một hiện tượng phát sốt luôn lên tới 250.000, 200.000 một ký mà cung không đủ cầu đó mọi người. Ai cũng lùng sục để mua vì tính hiếu kỳ, nhưng bây giờ giá thành em nó cũng đã rẻ rồi, còn khoảng 50-60.000 một ký vì đã trồng ở thành công ở Việt Nam. Với lớp vỏ khá dày bao phủ bên ngoài, còn bên trong em nó thì trong hơn, không đục như thanh long thường. Và đặc biệt nghe đồn là em này ăn có mùi nhãn, nhưng mà tôi ăn hoài không thấy có mùi nhãn đâu hết trơn á. Và đây là chiếc mục mới của Bụng Mỡ, tìm hiểu kiến thức và ẩm thực, mọi người follow để biết nhiều hơn nha. Có một bữa một chiên ta nói không ngon, tay chân người bán thì lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, tương ớt thì nhoạt nhòa, nước chấm thì không quá xuất sắc, mỡ hành ăn kèm mỗi khi cháy sáng luôn. Nhưng sau khi nghe câu chuyện làm sao dĩa một chiên này được ra đời thì chắc chắn các bạn sẽ yêu dĩa một chiên này mất. Tiệm một chiên này nằm ở cuối đường Phùng Khắc Khoan, nằm ngay công viên Nhân Dân 8. Theo ông kể, chiếc xe một chiên này là cả mưu sinh của hai vợ chồng ông thì 82 tuổi, bà thì 76 tuổi. Cứ hàng ngày vào lúc 5 giờ sáng ông phải đạp xe đạp 20 cây số từ quận 1 lên quận 5 để lấy bột, còn cụ bà thì ở nhà pha nước chấm rồi dọn hàng chuẩn bị ra bán. Ông nói giờ chỉ biết cố gắng bám vào xe bột chiên để đủ tiền mua bảo hiểm y tế cho ông và bà để khám bệnh qua ngày. Nhưng mà mỗi năm ông bà càng yếu, mà dịch bệnh thì ông bà lại càng bán ế. Ngày trước còn đủ tiền mua bảo hiểm, bây giờ bán ế quá, mỗi ngày chỉ bán được có 5-7 dĩa thì không đủ ăn nữa, lấy tiền đâu mà mua bảo hiểm. Ông nướng chiên bột chiên á, mà kể chuyện cho mình nghe mà hai khóe mắt rưng rưng luôn. Sao rồi, sau khi nghe Bụng Mỡ nói á thì mọi người đã thấy dĩa bột chiên này ngon hơn chưa, nghĩa tình hơn chưa? Bây giờ mới nói không công tâm nha, thực sự cũng không dở cho tôi nói đâu, chẳng qua là tôi giật tích lên cho mọi người xem nhiều để mọi người ghé ủng hộ ông cụ bà cụ qua mùa dịch này nha. Bây giờ thì hết rồi, bye bye mọi người. Có một tiệm bò kho kinh doanh với mô hình mới chưa từng có ở Sài Gòn và cả nước Việt Nam, đó là không có ghế, còn bàn chỉ là chiếc xe của các bạn đã chống đứng lên mà ăn thôi. Xin chào, mình là anh Bụng Mỡ, hở một cái là mình ăn. Và quán hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn chính là bò kho tròn. Điều tạo nên sự khác biệt của quán bò kho tròn này chính là cái miếng thịt bò được làm bằng bắp bò, mà nó tròn do ăn kèm với lại bò viên và gân bò. Thực sự mà nói, cái món bò kho này bán rất nhiều ở Sài Gòn, nhưng mà để tìm được cái quán mà ngon nó theo ứng ý của Bụng Mỡ thì đó giờ chỉ mọi chế được có 1-2 quán thôi. Điểm cộng thứ hai cho quán này là cách nấu bò kho rất kỹ lưỡng nha. Khi bạn mua về là sẽ có một cái nồi nước lèo
dầu riêng, nồi thịt riêng, rồi chế ra một cái nồi nhỏ hâm lên nóng thiệt nóng. Bởi vậy khi mà các bạn ăn á, lại một khoảng nó nóng thiệt nóng, ăn phỏng cái lưỡi luôn. Nước dùng á thì béo, thịt bò thì không quá dai. Xé một lát bánh mì chấm kèm cái nước bò vào á, cắp chung một miếng bò, ăn một tay với những cái nắp đó, tại vì nó nhức cái nắp lắm đó nha. Đã vậy á còn thực hiện tốt chỉ thị 15 với 16 nữa là không bán ở lại nha. Sau khi mua về định vô nhà review cho mọi người ăn thì trời ơi, để quên chìa khóa ở ngoài đường. Nó nói xui quá thôi, thì quyết định đá trống đứng là làm bài review nhẹ cho mọi người nha. Mà mọi người ơi, TikTok này đang đẩy mạnh hashtag ăn cùng TikTok lắm á, mọi người có quay đồ ăn hết thì nhớ thêm cái hashtag ăn cùng TikTok vào nha. Lại là chúng này ám ảnh mua sắm mùa dịch. Trời ơi, em ơi em sắm cái gì mà sắm hoài vậy, nhưng mà giờ vậy mới biết được em mới hút bụi, ta nói siêu rẻ luôn, chỉ có 400 mấy mà úp banh cái vòng, úp banh cái nhà luôn. Trời ơi bao nhiêu bụi bẩn, bụi mịn, tóc tai gì là ra hết trơn luôn á. Nhìn nó em 490 vậy thôi chứ đa chức năng lắm nha mọi người. Có rất nhiều đầu để thay đổi luôn nè, từ đầu vẹt nè, rồi đầu tròn nè, đầu có bàn chải nè. Đã vậy còn gói cán nói dài thêm cho các bạn hút tận sâu vào bên trong luôn. Bây giờ mình test nhẹ thử xem em nó hút cỡ nào nha. À quên, cái dây điện á dài 3 mét luôn, các bạn có thể thoải mái di chuyển cái em máy hút bụi nè. Đó, thấy là hút siêu mạnh chưa? Đã vậy đổi đầu, hút mọi góc cạnh, mọi góc kẹt, mọi góc tủ luôn, mới đã đúng không? Mà siêu rẻ nữa.